Kính thưa quý vị, hàng ngàn người Trung Hoa biểu tình chống Nhật Bản tin từ Sơn Đông. Người biểu tình Trung Cộng đã xuống đường tại tỉnh Quảng Đông và Triết Giang để biểu tình phản đối Nhật Bản nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Cộng đối với quần đảo Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, hiện do Nhật Bản kiểm soát. Một cuộc đụng độ nhỏ giữa khoảng 200 người biểu tình và cảnh sát đã xảy ra tại thành phố Đông Quang, thuộc tỉnh miền Nam của Quảng Đông, nơi có nhiều nhà máy của Nhật Bản. Theo truyền thông Nhật Bản, một toán người trong đoàn biểu tình đã xông vào đập phá một cửa hiệu sushi băng chuyền, khiến cho bầu không khí chống Nhật dâng cao. Bên cạnh đó, đoàn biểu tình còn hô vang khẩu hiệu đảo Điếu Ngư là lãnh thổ thiêng liêng bất khả xâm phạm của Trung Cộng và cùng đồng thanh kêu gọi tẩy chay hàng Nhật. Trong những ngày qua, cư dân mạng ở Trung Cộng cũng kêu gọi đồng loạt tổ chức biểu tình phản đối Nhật Bản ở các thành phố như Nam Sung thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Chư Kỵ thuộc tỉnh Triết Giang, Đông Quảng thuộc tỉnh Quảng Đông và Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam vào ngày hôm nay. Tại Chư Kỵ thuộc tỉnh Triết Giang, khoảng 1.000 người biểu tình đã tập trung trên 3 giờ đồng hồ. Đầu tháng này, các nhà hoạt động Trung Hoa từ Hồng Kông đã đặt chân lên quần đảo tranh chấp. Họ đã bị bắt giữ và trục xuất 2 ngày sau nhằm tránh cho quan hệ giữa hai quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Á, vốn đã căng thẳng trở thành xấu thêm. Đáp lại, các nhà hoạt động Nhật Bản cũng đã tới đảo chỉ vài ngày sau đó, dẫn tới các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố ở Trung Cộng.